Vario 150. Xe này em chạy em gắn cái bộ Ford đi mà bị công an dịnh hoài bắt lại là 1-2 triệu hoài. Thì bây giờ phải thay cái bộ tăng giả zin thì chậm mình nó im. Này bên mình có bán ha. Bộ này hơi lớn. Giờ mình đã tháo cái này ra. Gắn cái cây bồ tăng giả zin này của mình ha. Đây cái Vario 29 mình thay cái bồ tăng giả zin cây luôn, móc sẵn nha, thì nó ấm. Công an đã để ý rồi, cổ 27 Ford này tháo ra chủ xe gắn quay thắt. Rồi bây giờ mình thay vô mình test nổ máy cho anh em xem. Đây chiếc Vario khi mình lên cái bộ tăng giả zin. Tiếp tục cái thắt 350 nồi bô lọc gió của titan, có titan thắt 300 một bô. Tiếp tục công việc của anh em nha, nồi bô lọc gió. Đây, hôm nay là ngày hội SH nha anh em. SH 125, 150, thật ý SH 350, 3 chiếc luôn. Nồi bô lọc gió với nồi bô xăng lửa. Đó, Vario, Hybrid Thái nè, 300 đời 20. Ad nhỏ, Ad 150, 135. Mình làm đầy đủ hết nha. Xe dọn là tân trang làm mới, bên mình có làm hết. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. RBM Moline.